trà thanh nhiệt gốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Phúc không biết là những thứ mà Phúc nói ra thì có ảnh hưởng gì đến chị hay không, hay là có để chị phải tiếp thu hay không. Khi mà ngay từ khi ban đầu bước vào, Phúc cảm giác là không được có sự tôn trọng ngay từ đầu, thì những lời mà Phúc nói ra ngay bây giờ chắc chắn là có thể sẽ chị cũng sẽ không quan tâm. Lúc mới vào là chúc chào bà vị Oras, chúc chào hai chị, và sau đó chúc mới chọc em một tí xíu. Tiếp theo là chào cưng, chọc em một tí xíu. Chứ thực ra không phải là không tôn trọng em đâu. Họ không thấy, họ bảo cho Đức dễ thương. Phúc hay là thiệt. Cái nhân cách của nó là sai. Ví dụ như ở trong đây chỉ là hát thôi, mà nhiều khi họ theo dõi mình ngoài đời luôn. Nhiều khi đi, đang chạy xe đúng không? Hoàng Thị Linh á, với lại Hương Trà, em thấy là họ có cái gì đó họ để họ chấm. Còn Đức không chấm. Đức Phúc mà. Và điều mà bạn ấy thấy cái việc đó và bạn ấy hoang mang về lo lắng về cái điều đó thì em nghĩ đó cũng là điều hiển nhiên. Mà em nghĩ rằng là... Chị nói là giá như biết được điều đó và trân trọng những phút mic sáng để bạn đổi đi những cái câu hát của mình cho nó ấn tượng. Em hiểu không? Đây bạn ấy bị an toàn. Nói là thương cho roi cho vọt mà từ đầu chương trình đến giờ em chưa có thể hiện cái điều đấy, chứng tỏ là em cũng không thương cho lắm đâu, đúng không? Thực sự là em nghĩ rằng là... Người ta nói là giữ hòa mà chưa chắc là vi quý đâu. Em, mỗi người sẽ có một cái tình thương và cũng như là một cái thương chị khác cũng nhau, thương em chứ. Nghĩ là như vậy. Chị thương là chị phải đưa thí sinh chị đến chiến thắng. Thì không được. Khi mà chúng ta đã có hội nhà nghề ở đây thì chị không thể nói rằng là cảm xúc được. Trứng thì làm sao mà khôn hơn vịt được hả Phúc? Em còn non và xanh lắm, ý chị là còn nhựa. Tương lai của bọn em còn phía trước rất là nhiều. Và... thua một cách 3-0 thì thật sự rằng là cũng hơi có một chút đau khổ đau buồn. Đúng thằng là khi thi đấu mà độ như này thì chúng ta sẽ phải có một cái chiến thuật. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn The Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Bữa nay chỉ tập thôi, mai mới thi. Lớp thi thay đổi. Đồ đâu mà thi bây giờ? Thời cuối hôm nay mùa xuân qua dễ dàng. Cảnh giác theo mùa hàng. Sao tới ngay trong ngày mai. Oh Tiki, oh Tiki, Tiki.vn. Chị chọn em. Trang thương mại điện tử Tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1.